Ly đam mê này sẽ là 700, giá là 10.000. Hai muỗng đường cát, một muỗng me. Bắt đầu là chúng ta sẽ cho ít nước sôi vào. Sau đó là chúng ta sẽ khuấy đều lên, khuấy cho nó tan nhé. Sau khi nó tan rồi ấy, thì là chúng ta sẽ cho đá vào. Đá ở đây thì các bạn là cho đá nhỏ thôi nhé. Mình cho lạc nhé, làm cho chúng ta uống đấy. Khi mà chúng ta sục sục rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ uống nhé. Ngon lắm. Cốc này là cốc thứ hai đấy. Nãy cốc đề đầu ấy, mình pha rất là ngon. Để bảo là ngon này mà không chia sẻ cho các bạn thì rất là phí. Đây là hạt me này các bạn này. Hạt me đấy. Ăn rất là ngon luôn. Mình ăn cả gừng luôn. Các bạn thử đi nhá, ngon lắm.